Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với S Channel và mình là Duy Anh. Có lẽ là nhiều bạn đã quen thuộc với Movistar, thương hiệu của người Việt chúng ta rồi. Thì năm nay họ đã ra mắt thêm một chàng xóa ca mới mang tên là Live Jumbo J, phiên bản năm 2017 ở phân khúc chính hãng giá rẻ. Nói về phần vỏ hộp thì hình như nó cũng không có thay đổi so với chiếc Live Jumbo J năm ngoái. Chứ mình thấy mình xin bỏ qua phần nó xung quanh cái hộp nhé. Chúng ta vẫn có một số thông tin bla 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 thôi. Và mình sẽ tiến hành đập hộp luôn. Đập hộp. Rồi. Đấy. Tuy mở ra thì chúng ta sẽ có ngay chiếc Live Jumbo J phiên bản 2017. Và trên tay mình hiện nay là màu hồng nam tính. Đấy. Dạo này màu hồng có vẻ hot nha. Rồi mình sẽ đặt chiếc máy qua một bên. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ có rất là nhiều đồ. Đầu tiên là các bạn sẽ có một cái miếng dán màn hình. Đó. Hay. Chúng ta sẽ có thêm một cái ốp lưng nữa, một lưng nhựa dẻo. Ồ, công nhận là Movistar chu đáo nha. Chúng ta sẽ có hai quyển sách hướng dẫn, một bên là hướng dẫn an toàn sử dụng điện thoại và bên còn lại là hướng dẫn sử dụng bằng rất nhiều hình ảnh và tiếng Việt luôn cho các bạn dễ sử dụng. Đấy, hình ảnh màu mè. Ok, chịu. Tất nhiên thì chúng ta sẽ có những phụ kiện đi kèm được bọc rất là kỹ. Đầu tiên thì các bạn sẽ có củ sạc. Và đây là củ sạc 5V 1A, không phải là củ sạc nhanh. Chúng ta sẽ có cáp micro USB. Đấy, cái này là tai nghe chứ không phải cáp. Ok, và đây chính là sợi cáp micro USB. Mình mở ra xem luôn. Và đây là chiếc tai nghe cũng giống như năm ngoái, vẫn có phần housing được làm bằng kim loại và có nhiều vân đồng tâm. Ok. Ngoài ra thì các bạn sẽ có một viên pin rời với dung lượng là 2400 mAh. Rất là dễ dàng để các bạn có thể mở ra và thay thế một viên pin khác. Cuối cùng chúng ta sẽ có một túi chống ẩm. Rồi, hết. Hoàn toàn không còn gì nữa. Rồi, giờ mình sẽ đặt tất cả vào một bên và trở lại với nhân vật chính nha. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta, chiếc Live Jumbo J 2017. Nói về phần thiết kế trước thì mặc dù đây chỉ là một chiếc máy ở phân khúc chính hãng giá rẻ thôi, tuy nhiên thì Movistar vẫn trang bị một phần kim loại lên chiếc máy này. Thực ra thì đây chỉ là một cái tấm kim loại nằm ở đây và được ốp lên cái phần lưng bằng nhựa của Live Jumbo J 2017 thôi. Tuy nhiên thì nhờ cái phần kim loại này cho nên nhìn nó đẹp hơn và sang trọng hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Còn lại thì những thành phần khác thì được làm hoàn toàn từ nhựa hết. Phần trên dưới đây cũng như là cái phần khung viền. Nhưng mà Movistar đã hoàn thiện cái phần nhựa này rất là tốt và khi các bạn rờ vào thì các bạn sẽ không cảm giác có ợp ẹp như những thiết bị bằng nhựa khác. Ngoài ra thì chiếc máy này có thể mở được nắp lưng để có thể lắp vào SIM này cũng như thẻ nhớ này cũng như là viên pin để chúng ta sử dụng. Ở phía mặt lưng thì chúng ta sẽ có một cái logo Movistar được in ở phần kim loại này. Chúng ta sẽ có một cái chữ là Live Jumbo J 2017 và một cái phần loa ngoài được đặt khá là sâu trong phần mặt lưng này. Mình nghĩ là nhờ cái phần loa ngoài đặt sâu như thế thì khi các bạn đặt chiếc máy này ở những bề mặt phẳng á, thì cái phần âm thanh nó sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều đến chiếc âm của chúng ta. Ở phía trên chúng ta sẽ có một chiếc camera không lồi và một cái đèn flash kép. Còn ở khung viền cạnh phải thì chúng ta sẽ có nút tăng giảm âm lượng cùng với nút nguồn được đặt ở đây. Ở phía trên thì có vẻ hơi khác với những thiết bị smartphone hiện nay khi mà Movistar đã trang bị cổng sạc nằm ở phía cạnh trên của máy cũng như là jack tai nghe 3.5. Còn ở bên phía cạnh dưới thì chúng ta chỉ có một cái mic thoại mà thôi. Ở phía cạnh trái thì hoàn toàn trống, chúng ta sẽ không có bất kỳ chi tiết nào ở đây cả. Nhờ cái mặt lưng được bo cong và cái khung viền cũng được bo cong luôn nên cảm giác cầm nắm của chiếc Movistar Live Jumbo J 2017 là khá là tốt và mình cầm vào thì các bạn sẽ không có cảm giác khó chịu tí nào cả. Tuy nhiên thì có một điều hơi tiếc một chút là không biết tại sao khi mà các bạn rờ tay vào cái phần này thì nó vẫn cảm giác hơi sắc một chút. Nhưng mà nếu mà bỏ qua phần này với một chiếc máy chỉ có hơn 2 triệu đồng thì đây là một thiết kế chấp nhận được. Ở phía trước thì chúng ta sẽ có một thiết kế hơi vuông vức một chút và chỉ được bo tròn nhẹ ở các góc mà thôi. Nhìn cái máy thì nó trở nên mạnh mẽ hơn chứ không phải là mềm mềm yếu điệu như nhiều chiếc máy smartphone hiện nay. Ngoài ra thì phần mặt kính vẫn được trang bị là mặt kính cong 2.5D tạo cảm giác vuốt nó sướng hơn rất là nhiều. Mặc dù chiếc máy này chỉ có giá khoảng hơn 2 triệu đồng mà thôi. Viền trên và viền dưới của máy khá là dày, tuy nhiên ba phím điều hướng quen thuộc Android thì được đặt ở bên phía trong màn hình luôn. Nếu mà nó đặt ở phía bên ngoài đây thì nó có vẻ là tốt hơn rất là nhiều. Và ba phím điều hướng này thì nó thực sự là mình không thích mấy. Bởi vì mặc dù nó là trong suốt đó nhưng mà khi các bạn vào một số ứng dụng thì nó thực sự xuất hiện một cái viền đen như thế này là mất đi một khoảng không gian của mình. Và kích thước màn hình của máy thì không thực sự quá lớn so với những thiết bị hiện nay. Nó chỉ có kích thước là 5,2 inch cùng với độ phân giải là HD. Nhưng mà bù lại thì đây là tấm nền IPS LCD cho độ tương phản cao, góc nhìn tốt, màu sắc hiển thị sống động và độ sáng tương đối ổn. Mặc dù đây không phải là một chiếc màn hình sở hữu cái chất lượng hiển thị nằm ở mức xuất sắc, nhưng mà mình vẫn đánh giá nó ở mức độ khá. Ngoài trừ cái việc là cái viền benzen của nó làm mình hơi khó chịu một chút, nó cũng còn khá là dày. Nếu mà nó mỏng hơn một tí nữa thì mình nghĩ nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều.
Về phần camera thì thiết bị này sở hữu bộ đôi camera là 8 megapixel ở mặt trước lẫn mặt sau luôn. Đặc biệt là ở phía mặt trước thì chúng ta được trang bị thêm một cái đèn flash để có thể chụp đẹp hơn trong điều kiện thiếu sáng. Về phần cấu hình thì mình nghĩ là không nên đòi hỏi quá cao trên thiết bị này. Chúng ta sẽ có một chip MediaTek 4 nhân với xung nhịp là 1.3 GHz. Chúng ta sẽ có RAM 2 GB cùng với bộ nhớ trong là 16 GB, hỗ trợ thêm cả thẻ nhớ cứng ngoài. Với cấu hình như vậy thì đối với những tác vụ bình thường và nhà nhà hàng ngày thì chiếc Lightsumo G2017 thì nó vẫn đủ để đáp ứng những nhu cầu đó của các bạn. Tuy nhiên thì khi các bạn chơi một số tựa game nặng thì hiện tượng giật lag sẽ bắt đầu xuất hiện. Và thôi, 2 triệu đồng chúng ta dừng lại cấu hình như thế này là ổn rồi. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ về chiếc Lightsumo G2017 trong video ngày hôm nay để gửi đến cho các bạn. Các bạn thấy sao về chiếc máy này thì hãy để lại bình luận bên dưới video cho mình biết nhé. Nhấn những like, share và subscribe để ủng hộ cho bọn mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video mở hộp khác. Bye bye.